Bất kể nó là đứa đàn em thân tính nào của mày, nếu phát hiện nó là kẻ hai mang thì mày lập tức chia tay nó cho tao. Bây giờ nó bắt được thằng Nhí rồi, mày tưởng nó là thằng nội gián hả? Hả? Mày binh được nó sao? Thằng Lâm đã nói cho tao nghe hết rồi. Nói gì chưa, chính thằng Lâm cũng nghi thằng Nhí làng em nó là nội gián nên mới treo lên lánh lập như vậy mà. Hai người bình tĩnh đi. Hiện tại đâu có ai nghi ngờ minh giới của A Lý là tay trong cho cảnh sát đâu. Chẳng qua là thằng Lâm cảm thấy nhận định sai trong khi tra khảo thằng Nhí, cho nên mới nghi ngờ đối tượng khác thôi. Thằng Minh Giới không thể là lỗi gián được. Nó lại vào sanh gia tử với tôi bao nhiêu năm lại, sao không thể được hả? Số năm đã làm đàn em của mày trùng khớp với số thông tin của thằng nội gián được cài vào tổ chức này. Thông tin đã được bên kia bắn cho tao đó. Lỡ lo như vậy thì cũng có nhiều thằng khác bị nghi mà. Thật ra anh Tài chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết vì anh Tài tôn trọng cậu, chứ nếu không á, tự tay anh Tài đã bắt thằng Minh Dế tra khảo nó như thằng Nhí rồi. Tất cả những khách hàng của tao đang như ngồi trên đống lửa, giờ sợ tin này xì ra cho cảnh sát biết là tao, tao bị cái thằng nội gián qua mặt biết bao nhiêu năm trời. Thật ra tôi cũng hơi buồn vì có quá nhiều nguồn tin nghi ngờ thằng Minh Dế. Tôi đã từng nghĩ sẽ cất nhắc lên vị trí cao hơn như cậu đã yêu cầu. Nếu quả thật thằng Minh Dế là lội gián, tôi sẽ không binh vực cho nó đâu. Chẳng những không được binh vực mà mày, chính tay mày phải xử lý nó cho tao, để đền bù lại cái tội đã lợi dụng tình cảm của mày đó. Không chỉ là tình cảm mà còn là sự tin tưởng nữa. Cậu coi đây, biết xưa nay cậu vẫn luôn coi nó là cánh tay phải của mình, nhưng xem ra nó không coi cậu là thân thể của nó. Nhưng lộ thể buộc tội nói gì tấm hình lại. Phải, chúng tôi chỉ cảnh báo cho cậu biết để tính đường cư xử khi cậu và nó chia tay nhau. Anh muốn chia tay với em á hả? Lý do tại sao anh chia tay với em? Hả? Hả? Tại sao anh muốn chia tay với em? Hả? Hay là vì anh yêu con Lâm rồi cho nên anh muốn chia tay với em phải không? Em bị điên hả? Ai lại đi yêu bà con họ hàng làm cái gì? Vậy cuối cùng là anh yêu con nào? Anh yêu con nào để rồi anh phải bỏ em? Em đừng có la lên như vậy được không? Muốn cả xóm này nó biết à? Em muốn biết cái lý do tại sao anh muốn chia tay với em. Anh phải có lý do, còn nếu không á, em muốn la em la, em mặc xác người ta. Anh nói đi. Chỉ đơn giản là anh đi suốt ngày, không có thời gian để chăm sóc cho em. Nếu mà làm như vậy sẽ phí tuổi thanh xuân của em. Đó chỉ là cái cớ thôi mà. Còn nếu như anh không có lý do nào thích hợp hơn thì thôi khỏi chia tay đi. Ừ, nha. Anh, chỉ đơn giản là tụi mình không thích hợp. Nếu kéo không hạnh phúc, chúng ta chia tay nhau đi. Anh nói thiệt á hả? Vậy thì anh cút đi. Đồ bạc tình. Đồ sở khách. Làm gì vậy? Đi đi. Đồ bạc tình. Đồ bạc bẽo. Đồ bạc lan. Lan là cái gì? Hả? Lan bạc. Tôi thích nói, tôi nói gì đó. Khốn nạn. Đi đi. Cô đứng đây để nghe chửi là cái gì? Chửi mẹ mày đó. Xin lỗi. Xin lỗi bà nội anh á. Chửi bà nội mày luôn đó. Anh nói nghiêm túc đó. Mình chia tay nhau đi. Tôi có níu kéo anh câu nào mà anh phải nói với tôi câu đó. Bây giờ tôi nói lần cuối cùng, anh biến ra khỏi mắt tôi, biến cho lẹ. Còn nếu không tôi đánh nó, anh tin không? Đi không? Kể cả anh nữa. Đi, anh nữa. Hai người khốn nạn như nhau. Đi, đi lẹ. Đi lẹ. Đây không có liên quan à. Toàn lũ khốn nạn. Toàn một lũ đàn ông khốn nạn. Đi vô khuôn mắt hay không tôi đánh chết trong họ anh luôn. Toàn một lũ đàn ông khốn nạn. Sao đàn ông các người khốn nạn quá vậy? Từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ, thằng nào cũng khốn nạn như nhau. Chưa bao giờ tôi gặp được một thằng nào đàng hoàng hết trơn á. Đàn ông toàn là lũ khốn. Khốn nạn trừ ông.
Hai thằng lo dạo này thân thiết với nhau quá hả? Ý của ông là hai người đó. Hai người đó là sao? Tao có lo gì đâu. Ông không cần phải nói gì hết, tôi cũng biết nữa. Vậy hả? Vậy tao là nghĩ cái gì? Ý của ông là ông nói anh Kiệt đồng tính. Lâu nay anh Kiệt yêu anh Minh, yêu say đắm rồi bây giờ bỏ tôi. Nhưng mà dù anh Kiệt có độc tính như thế nào, dù anh có yêu 100.000 người đàn ông khác, nhưng mà tôi cũng chỉ yêu ảnh, yêu một mình ảnh thôi. Yêu hoài, yêu cho tới khi nào tôi chết thì thôi. Tôi yêu một mình anh Kiệt thôi. Hy vọng là lo xương lan cho tình yêu của mày. Cảm ơn ông. Mày cứ lấy xe của bà chạy lông nhông vậy hả? Bình thường tao hay đi một mình, nhưng mỗi khi chở khách xong tao đều phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, không để lại dấu vết. Mày tìm cái gì? Coi có máy ghi âm hay là camera quay lén gì không đó ba? Mày đa nghi quá. Tao là tài xế, tao hiểu rõ xe này hơn ai hết chứ. Không có. Giờ đi đâu? Tới kia quẹo trái. Quẹo đây nè. Sao nữa? Dừng lại. Dừng lại, nhanh lên, nhanh lên. Chạy. Chào anh Kiệt. Chào em. Biết nhau là một cách sáo. Trời ơi, thôi anh Kiệt anh cười kìa. Đúng rồi, nó mới chia tay như Kiều á. Hả? Gì nữa? Trời ơi, chị giết anh cho anh coi. Anh cũng nói nó vậy đó, mà nó vẫn dứt khoát chia tay. Nói gì đi em cụ non. Thì ra thằng Dế này là bạn trai của em đó hả? Ủa? Ủa em nói hết mọi chuyện luôn hả? Được không? Ủa sao chuyện của tôi ai cũng biết, có mình tôi không biết vậy ta? Thật ra cũng chưa lâu lắm đâu. Cách đây ít bữa tao bị cô cảnh sát này bắt nè. Cô ấy nói là cô ấy đang có người yêu, đang theo đuổi lý tưởng và lẽ sống, cho nên bỏ bê cô ấy không quan tâm gì cả. Cái gì? Anh bỏ bê em hồi nào? Không phải hả? Anh mà dám hả? Hôm nay em không đi làm quán bar. Hôm nay em off. Anh Kiệt, anh nói có tin nóng muốn báo là sao vậy? Dễ. Là cái vụ chuyển hàng bữa nay ấy Kiệt. Mày có muốn bắt trò ngổ để con rắn nó tức mà nó mò đầu ra không? Thật ra kế hoạch này chỉ là giả thôi, để dụ tin nội gián. Cho nên mày cứ để tôi nói dựng chuyện đi. Nhưng mà vậy thì mình phải báo cáo gì cho đơn vị? Cho tụi tao xuống đây đi. Tập vô, tập vô, tập vô. Lại dắt chia tay chị Kiều. Anh nói nó rồi, nhưng mà tại vì nó sợ liên lụy tới con Kiều. Liên lụy? Em không thấy mấy thằng giang hồ hay bắt người nhà làm con tin à? Chỉ có mấy thằng trọc đầu như anh với lại anh Kiệt á, khỏe lắm, đâu có cọng tóc nào đâu để cho tụi nó nắm thóp. Anh thì lúc nào cũng liều lĩnh hết. Không liều sao làm hai mang. Em báo cáo đi. Anh đi làm tiểu sự một cái. Tiểu sự là cái gì?
Đi đại là đại sự, còn đi tiểu là tiểu sự. Buổi họp mặt vẫn tổ chức đúng giờ. Tôi Mai Lâm đây, xin báo cáo về chuyên án TD1403. Đưa điện thoại lại, mở lên. Tao đã theo dõi tụi bay nhiều ngày rồi, quả nhiên suy đoán của tao không sai. Không ngờ mày cũng là lối gián. Mày ra lại luôn đi. Khoan khoan anh, mở lên, không tao bắn lo. Anh Lý, anh làm gì vậy? Anh hiểu lầm rồi đó. Phải, tao lại hiểu lầm mày là anh em của tao. Tao lại hiểu lầm mày không bao giờ bán lưng tao. Không ngờ một cái thằng tao yêu thương, tao quý, tao đã từng cứu mạng nó, mà bây giờ nó phản bội tao. Tao không ngờ mày là lỗi gián. Anh Lý, ý em nói là anh nghe lộn rồi đó. Làm gì có chuyện nổi gián ở đây? Bây giờ mày còn dám nói với tao câu đó hả? Hiểu lầm mà. Dừng lại, dừng lại. Đừng mày làm, đừng mà. Đừng. Ông bị thương rồi, ông không chạy được đâu. Mày phải giết ông. Đừng mà. Anh à, có giỏi thì chính tay mày giết tao đi. Ông im đi, không có gì mà anh cũng dám làm. Chạy đi Ali. Anh à, anh bị điên hả? Mày phải giết ông đó. Anh làm cái gì vậy hả? Anh không làm được. Anh bị để em giết ông. Đừng, con đừng sống đi. Anh à, nếu ông sống thì anh phải chết đó. Anh biết, nhưng mà Mai Lâm à, Mai Lâm. Anh Lý, anh Lý, mày, mày cũng là lỗi gián giống thằng Minh đúng không? Thằng Minh là muốn giết tao, còn mày, mày bắn liền. Tụi bay là một lũ phản bội, không ngờ tao cũng có ngày hôm nay. Bắn đi. Tại sao không bắn? Anh Lý. Mày Lâm. Anh Lý, anh Lý, anh Lý. Đi, đi thôi. Lên xe. Đi, nhanh lên. Chạy đi.